Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ngày Na Quát bất ngờ có hành động kỳ lạ đối với Hoa hậu Thiên Ân, cộng đồng mạng xôn xao, chả nhẽ muốn quay xe. Động thái mới nhất của Ngài Na Quát dành cho Thiên Ân nhận được nhiều sự chú ý. Những ngày qua, Miss Grand International trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội và các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả Việt bày tỏ không hài lòng khi Thiên Ân trượt top 10 chung cuộc. Sau đó, video call với khán giả, ông Na Quát đưa ra nhận xét Thiên Ân chậm chạp, hình thể lưng dài chân ngắn, không đáp ứng tiêu chí. Phát ngôn này khiến vị chủ tịch Miss Grand bị chỉ trích body shaming thí sinh. Cũng chính vì vậy mà fan sắc đẹp cũng không khỏi thắc mắc về mối quan hệ giữa Ngài Na Quát với Thiên Ân ở thời điểm hiện tại như thế nào. Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện, ông Na Quát đã vào hẳn tài khoản cá nhân của Thiên Ân và like hàng loạt bài viết của nàng hậu. Hành động này khiến fan sắc đẹp không khỏi đặt nhiều dấu hỏi. Phải chăng ông Na Quát vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Thiên Ân hay đây chỉ là trượt tay? Ghé từ Thiên Ân thấy đi media tour nhiều nên tiếc. Chắc ngày ấy đang tiếc nuối vì loại Thiên Ân. Like một loạt ảnh là có ý gì vậy dì Nga ơi? Có khi nào qua like dặn mặt không vậy? Ông ấy có follow Thiên Ân đâu? Hay ông ta muốn xin lỗi Thiên Ân? Trước đó, cư dân mạng cũng lan truyền đoạn clip Ngài Na Quát từng cố níu kéo Thiên Ân trên sân khấu sau khi trao giải. Trong clip khán giả có thể thấy, Ngài Na Quát đã chủ động kéo tay Thiên Ân lại để trấn an và khoe với khán giả cô nhận được một giải phụ của Miss Grand. Tuy nhiên biểu cảm của Thiên Ân lúc đó trông vô cùng ngượng ngùng, khó xử. Vị chủ tịch của cuộc thi còn đưa ra quan điểm rằng việc Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lọt vào top 20 đã rất công bằng. Ông cũng từng khẳng định nếu để Thiên Ân lọt vào top 10 mới là không công bằng với những đại diện đến từ các quốc gia khác. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.